Thì tôi nhắc lại giữa huệ năng và quyền giác. Quyền giác thì là đắc quả đấy, đắc về bát nhã, nhưng mà còn nghi, tức là chưa có ai thọ ký. Hồi xưa thì Đức Phật thọ ký, bây giờ Đức Phật đã tịch rồi, mà cách nay là mấy ngàn năm. Thì Bồ Đạt Ma là chánh pháp thay thế Đức Phật đây, thì truyền tới huệ năng là ông tổ thứ sáu. Thì tới đây là đạo Phật cũng mất đó, nhưng bắt đầu xuống tư tưởng chứ không còn là bát nhã nữa. Đây là ông tổ cuối cùng thôi. Thì sau khi mà quyền giác gặp với quyền sách rồi trao đổi, thì thấy ông này cái bát nhã tương tự với mình, nhờ quyền sách thọ ký. Quyền sách không dám, nó chỉ có huệ năng là lãnh nghi bát của tổ thì có thể thọ ký được, thì gặp nhau. Thì đây là cuộc đối thoại giữa huệ năng và quyền giác. Quyền giác thì đứng trên phương diện chứng đắc bát nhã, huệ năng thì làm bộ kéo ông trở về tư tưởng, ông mới trở qua bát nhã. Thì tư tưởng bát nhã nó dính liền nhau thôi, cái khó khăn là chỗ đó. Một huệ năng thì làm bộ như mình không biết bát nhã, đi kéo về hiện tượng tư tưởng. Còn quyền giác thì thấy ngay tư tưởng mới kéo qua bát nhã. Thì hai cái, một cái sống cái nước, cái nước cái sống. Thì chúng ta thấy cuộc đối chọi rất là hay. Rồi quý vị phải trả bài. Thì đầu tiên quyền giác lợi thì gặp huệ năng, mặc cái áo chừa cánh tay, quý sư đi ba vòng xá bà xá không lại. Thì huệ năng thấy ông này có cái tánh tự cao, gặp thì đã đi ba vòng rồi sao thoái lại không lại. Nó hỏi đại đức từ đâu đến mà ngã mạn quá vậy, tự cao quá vậy. Nói sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mày lấy lại. Tôi đến đây là vì vấn đề sanh tử, vấn đề vô thường, vấn đề A-la-hán gì, vấn đề Như Lai, chỉ có mình nhiêu đó thôi. Thì chứng tỏ là ông này ông độc đáo đó, không có đi người trời nữa mà vô thẳng A-la-hán, sanh tử mà chấm dứt sanh tử A-la-hán, mà vô thường phải tùy thuận thì mới đấy. Còn có pháp môn thì ông này không phải là tổ. Thì huệ năng thấy được, huệ năng nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường. Quyền giác trả lời liền, nhận lại tức là vô sanh mà liễu trí tức là chân thường. Thì huệ năng nói đúng vậy, đúng vậy. Thì ông bây giờ mới quỳ lại á, lại chỉ xá thôi, giờ lại đàng hoàng 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, nghĩa là một người nó phải có oai nghi á. Cái hạnh kiểm mới là khó khăn nhất. 5 giới thì dễ mà 5 cái hạnh là rất khó, mà cái này tới 84.000 hạnh. Thì sau đó ông mới xin tổ ở lại hầu tổ. Tổ im lặng chấp nhận. Đâu chừng 2 tiếng hồ cái xin cáo từ về. Tổ nói cha cái ông nội này về không biết rứng đắc gì không, mà mới thử có một cái à, thử thêm nữa. Tổ mới nói sao về mau chóng thế. Thì ông biết là tổ móc mình nữa, móc theo giới tế hưởng tượng giới. Ông nói vốn mình bất động, lấy cái gì mau chóng. Ngài đứng về hiện tượng thì có ma chống, mà tôi đứng về bát nhã thì chẳng có ma chống. Vốn mình chẳng động, lấy gì mà chống với chạy. Thì tổ mới hỏi ai biết không động. Thì quyền giác mới trả lời thôi, tôi không có lập nơi heo, nói thẳng ai biết không động. Thì quyền giác nói tự tổ bắt đầu phân biệt, tự nhân giả sanh cái tâm phân biệt. Thì tổ khen hay quá, hay quá, ông thật sự là hiểu được cái ý vô sanh. Quyền giác mà hỏi vô sanh hả, có ý sao? Đã vô sanh mà còn có tư tưởng về vô sanh, ý là tư tưởng về vô sanh. Thì huệ năng mới vứt thêm một câu nữa, không ý thì ai phân biệt đây? Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng. Nếu không có ý thì ai phân biệt ba cái tư tưởng? Vậy là bậc thánh nhân là không biết gì hết. Thì quyền giáo mới nói phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Phân biệt thì có, nhưng mà đó không phải là ý. Như vậy thì bậc thánh phân biệt khác, còn phàm phu phân biệt khác. Nếu phấn với phàm phu phân biệt khác thì đó không phải là thánh. Còn thánh với phàm phu phân biệt giống nhau thì cũng không phải là thánh. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Vì ngoài cái phân biệt thì đâu có chân tâm, ngoài chân tâm đâu có sự phân biệt. Vì không ý thì ai phân biệt? Thì huyền giác nói phân biệt thì có,
Bậc thánh cũng có phân biệt, nhưng mà không phải là ý. Thôi tới đây thì Huệ Năng biết là ông này hiểu rành, thôi ở lại một đêm. Rồi tới đây câu chuyện tới đây là chấm dứt. Vậy tới phần chúng ta có bao nhiêu thứ phân biệt, mà phân biệt như thế nào là bát nhã bậc tánh, như thế nào là tư tưởng phàm phu, mà giữa phàm phu với bậc thánh nó khác nhau chỗ nào và giống nhau chỗ nào, đó là phần của chúng ta. Rồi rồi là xong bài thứ nhất. Bây giờ tới phần thứ hai là cũng bát nhã và tư tưởng nữa. Nhưng mà câu chuyện nó hơi khác một chút. Ở đây là tổ Bồ Đạt Ma là thánh tăng, Lương Võ Đế là phàm phu giống như chúng ta. Thì phàm phu mà muốn leo lên bậc thánh, đưa cái gì, cái trình bày cái thánh của mình, thì Bồ Đạt Ma bác hết, chặt đứt hết. Cái tư tưởng mà tư tưởng giả thánh, nhái theo thánh, ông chặt đứt hết. Thì vừa gặp Bồ Đề Đạt Ma thì Lương Võ Đế nói: Trẫm từ lên ngôi tới bây giờ độ hơn 3.000 tăng, cất hơn 72 cảnh chùa. Như vậy có trí tuệ gì không? Có công đức gì không? Công đức là trí tuệ bát nhã đấy. Thì Bồ Đề nói không có công đức gì hết. Ông nghe ông bực: Trời ơi, mình tính khoe với tổ là mình công lao là bên mấy chục năm nay, 3.000 tăng mà ăn mặc ở bệnh một năm là biết bao nhiêu, mà mấy chục năm nay còn 72 cảnh chùa mà đồ sộ như tiền bạc biết là bao nhiêu, công lao biết bao nhiêu, mà cổ nó không có công đức gì hết. Mới hỏi vậy cái đó là cái gì? Tội nó phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Rồi Lương Võ Đế tức: Vậy thì tôi cũng có học giáo pháp của những Phật tử Trà Vinh đây, là tôi biết đệ nhất nghĩa thánh đế. Đệ nhất nghĩa thánh đế là bát nhã. Như vậy đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Đó không phải là công đức, là trí tuệ sao? Đệ nhất nghĩa thánh đế là cái gì? Ông nói quách nhiên vô tánh, rộng ràng không có phàm tánh bốc xì gì hết. Ông cuối cùng là tu để làm tánh, mà ngài vừa đạo má nó không có tánh phàm, tu làm có mốc gì. Thì Lương Võ Đế mới tức: Vậy thì ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là thánh, trẫm không phải là phàm sao? Thì Bồ Đạt Ma trả lời: Không biết. Thế là chặt đứt hết một cái sự tiếp giao giữa tư tưởng của Lương Võ Đế và bát nhã của Bồ Đạt Ma. Không có giao lưu nhau được, nghĩa là không có thông cảm nhau được. Thì Lương Võ Đế bỏ đi, không tiếp nữa, không còn tiếp một cách ân cần, một cách mà sùng kính nữa. Thì Bồ Đa biết rằng Lương Võ Đế không tiếp thu được cái bất tử, cái bát nhã. Thì chúng ta thấy thường thường đó là bạo Phật là bốn đường ác và Atula là không thể đi qua đạo Phật được. Lương Võ Đế là tượng trưng cho Atula thiện thần, chứ không phải là bát nhã. Đó thì Bồ Đa Ma mới bỏ đi qua nước khác. Thì sau này Lương Võ Đế mới bắt đầu đau lòng, mới hỏi Chí Con Thiền Sư là ông thầy dạy đạo của mình. Ông dạy đạo chứ không dạy cái đắc quả. Đắc quả phải mọi người tự tu lấy rồi. Ông nói cái trẫm sao đổi như vậy đó, thì quốc sư thấy sao? Nó cái đó là Quan Thế Âm đại sĩ thị hiện đấy ngài. Ông dậm chân nói: Trời ơi, thế là trẫm có mắt như đuôi, có tai như điếc. Bây giờ ngài đã đi mất rồi, mới tỏ quân ra đi kiếm Bồ Đạt Ma. Nhưng con than ôi, con chim đại bàng nó đã bay vỗ cánh bay mất, đâu có tìm được. Cái chuyện này là tôi đọc ở trong Tường Quang á, chuyện đưa của Mai Tòa Truyền viết rồi ấy, đâu bên Trung Quốc á. Thì tới nay tôi mới nhớ, ngồi thiền sao tôi nhớ, tôi thấy hay quá. Bây giờ tôi mới hiểu, cho chưa là dịch nghe sấm. Nhưng mà ai lại ra mình độc đáo á, nó vẫn còn chưa. Thì Bồ Đạt Ma con chim đại bàng mới bay qua nước khác, nước Tàu đã nhiều nước lắm, từ Đông Châu mà. Đi qua cái nước khác thì đến nước Kinh Đô, biết nước gì tôi không nhớ, bây giờ lâu quá rồi. Thì gặp một pháp sư đại tài là quốc sư đang giảng tại Kinh Đô. Thì vô đó gặp ông pháp sư đang giảng về kinh Pháp Hoa, là kinh tối thượng thừa của đạo Phật,
Đạo Phật có ba kinh cao nhất. Kinh là Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm, có ba bộ đó thôi. Là cái tối thượng, trong đó Hoa Nghiêm đứng đầu nhất, kế là Pháp Hoa với Đại Bát Niết Bàn. Hôm nào rảnh chúng ta đổi phải hiểu qua mấy cái đó, thấy không? Thì ông đang giảng kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa thì đây quý vị biết nhiều quá rồi, thấy không? Thì Bồ Đạt Ma vô nghe. Rồi sau khi giảng xong, người hỏi ai có cái sở nghi điều gì không? Trong cái bài giảng tôi được biết, tôi giải thích thêm, có giống như tôi á. Thì Bồ Đạt Ma thấy im lặng hết. Trong đệ tử đâu có ai mà sở nghi cái gì nữa. Rồi mới đưa tay lên xin hỏi. Thì ông hỏi vậy chứ Pháp Sư giảng kinh gì vậy? Thì cả Pháp Hội cười một cái rần lên. Thì thần quan mới nói sao mà Ngài mang mặt người tu mà Ngài ngu si quá vậy? Ngài mặc đắp y là cạo đầu trọc thầy tu mà không biết giảng kinh gì. Kinh này là kinh Pháp Hoa. Con đứa con nít 3 tuổi nó cũng biết tụng. Thì Bồ Đạt Ma cười. Trong lúc người ta đang cười Ngài thì Ngài cũng mỉm cười. Ngài nói vậy chứ kinh Pháp Hoa này của ai giải? Ai giảng? Thì cả Pháp Hội còn cười lớn nữa. Thì ông thần quan mới nói Ngài ngu quá, Ngài hỏi nhiều cái ngu si. Kinh mà hỏi của ai? Kinh là của, kinh là kinh Pháp Hoa. Đứa nít cũng biết mà kinh là của Phật giảng chứ ai giảng. Kinh mà làm sao có ai dám giảng được. Thì hóa ra bây giờ mới móc trở lại. Ngài nói Pháp Sư từng nhớ, sau khi thuyết pháp rồi, Đức Phật Ca Mâu Ni đã nói rằng trong 49 năm ta chưa từng nói một lời. Nếu ai nói rằng ta có giảng kinh, đó là phỉ báng ta. Như vậy thì Pháp Sư phỉ báng Đức Phật Thích Ca. Chết chưa? Trong 40 năm tiên thuyết pháp, Đức Phật tiếc rằng ta chưa hề giảng một lời. Nếu ai nói ta có giảng kinh là phỉ báng ta. Bây giờ Pháp Sư nói kinh này của Phật Thích Ca giảng là Pháp Sư phỉ báng Phật Thích Ca. Chết chưa? Cả Pháp Hội đều lặng trang hết. Ông thầy mình bị dí rồi. Bây giờ biết sao? Thì thần quan mới hỏi, vậy là kinh không phải của Phật nói sao? Thì Bồ Tát nói, nếu nói kinh là không phải Phật nói là phỉ báng Tam Bảo. Sau này mấy người xuất gia nương vào đâu để tu? Thế là kinh không phải Phật nói là Pháp Sư phỉ báng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Ông thần quan ông cứng họng, không biết trả lời sao. Phật tử bắt đầu im lặng trang. Ông thầy mình bị dí rồi. Thì tương truyền ở trong đó nói đó, thì thần quan tức quá mới đứng dậy vỗ cho Bồ Đạt Ma hai bạt tay, gãy hết mấy cây răng. Thì trong đó nó đứng vậy đó. Thì nữa sao chúng ta triết lý. Thì Bồ Đạt Ma biết rằng thần quan không thấu hội được cái Phật Pháp. Pháp Sư mà còn nổi sân quá, Bồ Đạt Ma mới lặng lẽ ra đi. Tức là không ai tiếp thu được Bồ Đề Đạt Ma, không tiếp thu được Bát Nhã. Đề Đạt Ma tượng trưng cho chánh pháp, Đạt Ma là pháp, Bồ Đề là chân chánh, pháp chân chánh. Lương Võ Đế không tiếp được, vừa qua thần quan cũng không tiếp được, Ngài phải ra đi qua nước khác. Thì tới thần quan là một con người độc đáo, người tu mà giống như tôi vậy. Tức là cái mộng của các ngài là phải giải thoát thôi. Trăn trở suốt đời đi xuất gia giảng pháp, cái mục đích là để thành Phật. Mà muốn thành Phật thì không thành được, Phật không thể muốn được. Bây giờ gặp Bồ Đạt Ma làm như vậy là ngày kẹt. Mà một pháp sư mà nổi sân đi đánh người ta, mà trước một số Phật tử như vậy, thì Ngài về Ngài đau đớn. Ngài mới đem hết kinh sách ra coi để trả lời cái câu của Bồ Đạt Ma. Kinh mà của Phật nói là phỉ báng kinh, kinh không phải Phật nói là phỉ báng Tam Bảo. Như vậy kinh là trả lời sao đấy? Trăn trở đem hết kinh sách ra, kiếm không được câu trả lời, Ngài mới đốt hết kinh sách. Để đừng có nghe cái danh thế này là pháp lý nha. Vậy đốt kinh là xa địa ngục chịu nha.
cũng như mà Đơn Hà mà đốt tượng Phật thì nó trường hợp khác, mà mới bỏ chùa đi. Ở lại làm cái gì? Cái giải thoát mình kẹt. Mình bao lâu năm mình giảng kinh là phỉ báng Phật, mà không kinh thì mình giữa đâu mình tu? Phỉ báng Tam Bảo. Mà bây giờ trả lời không hỏi là không được, thì làm tăng để làm cái gì? Mình kẹt rồi không có giải thoát, bây giờ làm sao cởi mở cái câu hỏi của Đại Đạt Ma? Ngài mới bỏ nước đó, bỏ chùa, đốt kinh, đi tìm Bồ Đề Đạt Ma để trả lời câu hỏi này. Đi tìm qua nước thứ nhất thì tới đó Bồ Đạt Ma qua nước thứ nhì, đi tìm thứ nhì qua nước thứ ba. Tìm 9 năm trời, Bồ Đạt Ma giọt qua 9 nước. Đây là cái câu chuyện tôi kể rồi, quý vị còn phải trả lời nha. Cái này là nhức đầu á. Thì thấy Bồ Đạt Ma đi tới cái núi Tung Sơn, nước nào tôi không nhớ, lâu quá, núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm, động Thiếu Thất. Ngài ngồi trong đó dây mặt vô vách đá. Núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm, động Thiếu Thất, kêu là sáu cửa vào động Thiếu Thất. Lục lục đạo, lục môn, Thiếu Thất, lục môn. Thì sao có dịch, ông Trúc Tiên có dịch đó. Đó thì thần quan mới gặp Bồ Đạt Ma dây mặt vào vách đã 9 năm trời. Ngài mới quỳ ở đó từ chiều cho tới khuya, tới sáng, tiết nó lên tới ngửa đầu gối. Ngài thấy Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền bất động, Ngài cũng quỳ gối bất động luôn. Tới sáng Bồ Đạt Ma xả thiền ra thấy tội nghiệp. Ông đi đâu đây? Đến đây cầu cái gì? Thì thần quan trả lời, tôi đến đây cầu làm Phật. Thì Bồ Đạt mới nói một câu, muốn làm Phật đó thì rất khó, phải nhẫn những điều khó nhẫn và dám làm những điều khó làm. Ông làm được không? Phải nhẫn những điều khó nhẫn và dám làm những điều khó làm thì mới có thể làm Phật được. Cái đó là quý vị phải trả lời theo. Còn ý muốn nói cái gì? Thì thần quan mới rút con dao ra chặt lấy cái cánh tay dâng cho Bồ Đề Đạt Ma. Quý vị đừng có làm ẩu chặt cánh tay nha. Cái này là cái lý người ta mình phải biết. Chặt cánh tay mới đem cánh tay dâng cho Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma biết ông này có cái pháp khí đại thừa, tức là có cái pháp khí là chứng đắc rồi giáo hóa chúng sanh. Thì mới nói ta đến đây đó, từ ở bên Ấn Độ qua đây Đông Độ để truyền tâm ấn, truyền cái bất tử, truyền cái Phật tánh cho chúng sanh ở Đông Độ này. Bây giờ đến gặp ông có đủ điều kiện để nhận y bát của ta. Thôi giờ ta giao y bát cho ông. Từ nay cố gắng giữ y bát là không truyền nữa. Y bát từ đây sẽ thành ra tranh giành đấy. Truyền ra sáu đời thôi, tức là tới đời Huệ Năng là thôi, không truyền nữa. Y bác sẽ sanh ra quốc vật là tranh chấp, là giết nhau đấy. Đó thì mới giao y bác cho thần quan, sửa cái tên là Huệ Khả, khả năng làm việc Huệ. Thì thần quan mới quỳ lại xuống nhận y bác. Sau khi nhận y bác rồi, thần quan mới Huệ Khả mới bạch Di Tổ Bồ Đạt Ma, con cảm thấy cái tâm con không an. Thì Tổ mới nạt, ông đem tâm ra đây ta an cho. Thì thần quan là Huệ Khả mới tìm nín lặng một hồi, con tìm mãi mà không thấy tâm. Thì Huệ Đạt nói, vậy là ta an tâm cho ngươi rồi đó. Thì thần quan là Huệ Khả thầm hội được, và từ đó chứng đắc. Thì Bồ Đạt Ma cầm cái tay mà chặt đó gắn vô lại cho Huệ Khả thần quan, cái tay nó dính liền cho lại. Vậy là ý muốn nói cái gì? Cái này là cái Bát Nhã chúng ta, nếu chúng ta học 15 mạng chúng sanh về tư tưởng Bát Nhã, chúng ta sẽ hiểu dễ dàng thôi. Thì chúng ta thấy cái lý nó rất là sâu xa, nó lấy cái sự để nó diễn qua cái lý.
Thì sau khi đó thì Bồ Đạt Ma cầm cánh tính tay mà Quệ Khả chặt lại, nó gắn vô trở lại, thế là nó dính liền lại. Và từ đó mới giao cái y bát. Rồi Bồ Đạt Ma nói xong rồi đó, bổn phận ta bây giờ trở về Ấn Độ. Vì ở bên này, bên Trung Quốc này không thể thực hành cái đạo giải thoát, cái đạo khất sĩ được đâu. Ông phải ở chùa mà tu chứ không thể đi hành khất mà lang thang như vậy nữa. Nghe không? Vì bên Trung Quốc bây giờ là cái đạo của Khổng Tử rất là thành hành. Mà Khổng Tử chia làm hai phe. Một phe đi tu thì bắt đầu giống như Trang Tử đó, để mà xuất thế. Một phe nhập thế là làm quan. Thì cái phe nhập thế này nó ghét cái đạo Phật. Thấy là nếu mà sải Ấn Độ qua đây nhiều đó mà đi hành đạo như này là hấp dẫn dân chúng. Một y một bát bay khắp non sông vô dòng vũ trụ. Thì Phật tử người ta theo rất là đông. Thì cái đạo của Khổng Tử sẽ mất. Và Tăng sải ở Ấn Độ sẽ qua đây chiếm nước Tạo. Đó là Hàng Vũ. Hàng Vũ là một quan rất lớn ở trong triều, mới dâng cái sớ cho nhà vua, mới ra lệnh cấm tất cả những người đi y bát, không đi khất thực nữa. Từ đó mới có vấn đề cấm không cho đi khất thực. Thì Huệ Khả mới đi và sau bị nhốt tới chết. Thì mới truyền lại cho Tăng Sáng. Thì Tăng Sáng mới ở ẩn một chỗ, lập cái giáo hội ở trên núi, đi làm tự túc lấy mạng. Thôi câu chuyện còn dài dài. Thì Bồ Đạt Ma xong rồi đó, thì Bồ Đạt Ma mới đi lang thang để trở về Ấn Độ. Thì gặp sư cô Yên Chi. Yên Chi chứ không phải Lan Chi ha. Yên Chi thì sư cô mới thỉnh tổ Bồ Đạt Ma. Biết đây là Bồ Đạt Ma được truyền tâm ấn từ tổ 28 ở bên Ấn Độ qua đây. Thì mới thỉnh tổ vô để đại đàn tổ và kính trọng tổ. Xin tổ truyền y bát cho mình. Tổ nói cô là người nữ mà làm sao mà tỏ lãnh cái y bát cho được. Vì y bát ta đã truyền cho người khác rồi. Chứ cô thì không thể lãnh được đâu. Người nữ mà chỉ phá đạo thôi chứ làm sao mà có thể nối truyền đạo Phật được. Hồi xưa mà Đức Phật còn đặt bát kính pháp mà. Thì cô tức giận cái lời nói đó. Cô mới thuốc Bồ Đạt mà. Sau khi mà dâng bát cho Bồ Đề An mới để thuốc độc vào trong đó. Bồ Đạt Ma biết, trước khi ăn Ngài mới thuyết bài pháp ở đó, Phật tử đến đông. Ngài nói trong cái bát này là có thuốc độc. Thì hôm nay ta ăn cái bát này, ta từ giá tất cả Phật tử ta sẽ ra đi. Tức là chết đấy. Thì Phật tử nó khóc. Ngài vẫn ăn cái bát đó xong rồi, bữa sau Ngài chết. Thì cái đám táng Ngài rất lớn và chôn ở sau chùa. Thì ở đó vua gì đó không biết, tôi không nhớ, mới lại đặt cái pháp danh cho Ngài rất lớn, kêu là cái gì thiền sư đó, tôi cũng không nhớ. Cái này trong này nó có ý nghĩa hết đó. Rồi sau đó đó thì nhà vua mới kêu cái ông đi qua bên Ấn Độ để mà kêu mà hai cái nước giao ban, ban giao với nhau. Thì ông đó đi trở về gặp Bồ Đạt Ma nhảy, chạy ở trên núi thông lãnh, bay ở trên núi thông lãnh. Ở cái núi là thông lãnh, cũng có ý nghĩa. Thì ông gặp, ông mới quỳ xuống lại Bồ Đạt Ma. Bồ Na nói thôi đi về đi. Thì thấy trên vai Ngài đó có gãy một chiếc dép, có cái nhánh dương và còn có một chiếc dép thôi. Mà đi qua thì hai chiếc, bên đây còn có một chiếc à. Thì nói chủ nhà ngươi đã chán đời rồi, ngươi về gấp đi. Thì ông về tới là vua bệnh. Ông mới tâu với vua là thấy Bồ Đạt Ma về Ấn Độ đó, phải trên vai một cái chiếc dép. Rồi vua nói dốc, ta với con ta đây đã đi chôn tại ở sau chùa đấy. Ông nói con không dám nói dốc bệ hạ đâu, con thấy rõ ràng giờ Bồ Đạt Ma nói con chủ ngươi đã chán đời rồi, tức là bệ hạ phải chết thôi. Thì sau đó nhà vua chết, nhà vua mới cho người đi tới chùa đào cái hòm lên. Thì thấy hòm trống lỏng, có một chiếc dép nằm trong đó thôi. Rồi ý nói gì, hai chiếc mà để lại một chiếc đem về Ấn Độ. Thôi câu chuyện tới đây tạm ngưng. Vì quý vị cố gắng tìm hiểu, coi cái ý bài này muốn nói gì. Cả giữa Bát Nhã và tư tưởng chỉ có hai cái đó thôi. Nếu quý vị rành rồi, quý vị trả lời được. Nghe không?
Thì thôi bây giờ tới quý vị đấy, tôi vậy là xong. Rồi khi tới là chúng ta có thể nói qua trạm xe nữa, thì cũng giữa tư tưởng và Bát Nhã trong kinh Trung Bộ. Và cái cách tu tập như thế nào thì nó cũng trùng trùng. Và từ nay là chúng ta thấy tất cả kinh điển đều nằm trong tư tưởng và Bát Nhã. Nếu mình nhận tư tưởng là Bát Nhã là ngũ ấm ma. Còn mình thấy rõ tư tưởng là tư tưởng, thấy rõ tư tưởng là tư tưởng, đó là Bát Nhã. Chỉ có vậy thôi. Còn nhận tư tưởng là Bát Nhã, đó là ngũ ấm ma. Nhận đó là lấy tư tưởng, nhận tư tưởng cho là Bát Nhã, là đồ nhái. Còn thấy tư tưởng như là tư tưởng thì cái thấy này là Bát Nhã, chứ không có Bát Nhã ở đâu nữa hết. Thôi giờ tôi xin tạm ngừng ở đây. Bây giờ tới quý vị trả bài, trả về Huệ Năng Quyền Giác, hoặc là Lương Võ Đế với Bồ Đề Hạt Ma. Đã khúc đầu thôi, khúc sau này sau tôi sẽ lặp lại vài lần nữa, thì nó cũng giữa Bát Nhã về tư tưởng, nhưng mà nó đi sâu hơn dưới một khía cạnh khác. Rồi quý vị sẽ thấy từ đây có những cái thí dụ thì cũng giữa tư tưởng Bát Nhã. Thành ra nếu mình cứ nhận cái tư tưởng là Bát Nhã, đó là lọt vào ma. Chỉ cần thấy tư tưởng như thực là tư tưởng thì đó là Bát Nhã, chỉ có vậy thôi. Cái Bát Nhã nó như vậy chứ không có gì nữa, là chỉ thấy rõ thôi. Thấy rõ gì? Thấy rõ cái tiến trình của tư tưởng. Mà như tôi đã nói, tư tưởng nó có hai cách phát hiện. Một cách phát hiện là lấy chất cảnh, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, rồi tư tưởng mới đi vào đó để phân biệt, bắt đầu vấn đề có từ đây. Và một cái do mình trở về không có mắt tai mũi lưỡi mà nhớ lại hồi tưởng, thì mặt na ý chí chúng ta mới lấy kinh nghiệm kiến thức trong ngoài ra cung cấp, thì tư tưởng sẽ phát hiện. Cái này kêu là độc ánh cảnh. Hai cái này đưa chúng ta vào luân hồi sanh tử khổ. Chỉ cần chúng ta biết cái tiến trình của năm thức đầu diễn biến như thế nào, tư tưởng xen vô như thế nào, rồi có ý chí như thế nào, chúng ta chỉ lặng lẽ thấy rõ như vậy, thì cái lặng lẽ này chính là Bát Nhã. Rồi khi mà cái ý chí nó moi trong A Lại Da cung cấp tư tưởng, thì cái diễn biến từ bên trong ra như thế nào chúng ta cũng phải thấy rõ nó, thì sự thấy rõ này là Bát Nhã. Chứ không cấm cản cái đối chất và độc ảnh, vẫn để nó chuyển biến như là nó chuyển biến. Chứ đạo Phật không bỏ cái gì hết, nhưng mới đầu phải bỏ, phải tránh xa nó. Cũng như mới đầu chúng ta còn ham vàng, ham tiền, phải giữ giới luật, tránh xa vàng bạc, tránh xa sắc đẹp, tránh xa tiền. Rồi sau khi đắc quả rồi cứ trở lại như thường. Tiền bạc vàng nó không có hại gì hết, hại là do tư tưởng mình ham nó. Đại khái là như vậy. Thôi giờ tôi xong, giờ tới quý vị. Thì như tôi nói hôm trước là tôi cần lựa một số giỏi để giúp đỡ cho những người mới, để cái bài giảng tôi nó được tương đồng với nhau. Chứ cái quý vị bây giờ lỏng chỏn quá thì tôi bỏ một số, tôi đợi tội nghiệp, tôi không đành. Nhưng mà cứ giảng chần chờ hoài tội nghiệp, một số người ta đã đi xa rồi, bắt người ta trở lại mẫu giáo thì hơi kẹt. Còn bây giờ mấy người mẫu giáo mới vô mà nghe bài giảng của tôi thì có thể nhàm chán lắm. Nó khó khăn, bởi vì đôi trở về cái xác thân mà mổ xẻ thì mình đau. Nhưng mà phải tìm hiểu thôi. Thì một số nào đi trước, trước mà không phải ai đi trước mà cũng có khả năng nha. Có người cũng có khả năng, mà có người đi sau lại có khả năng. Cái đó là do cái tiền kiếp của quý vị có học hỏi. Và tôi cũng xin là quý vị cố gắng để tìm hiểu pháp lý. Dù bất cứ tu cái gì, tịnh độ hay cái gì cũng vậy. Mà ở đây không có bắt buộc quý vị, mà xin quý vị có một chữ bền thôi. Tinh tấn rồi cái gì cũng thành công hết. Làm hoài, làm mãi, đi hoài, đi mãi. Té 100 lần, ngồi dậy 101 lần, thì quý vị có thể bất cứ cái gì cũng làm được. Tôi cũng sợ quý vị té rồi nằm giả luôn, mà đa số là nằm giả, thấy không? Thì tôi thấy có một số như tôi nhắc hồi nãy đó, là làm công quả rất hay. Như nhất là cô Nhàn, cô Hải, cô Dung Mật, cô Tươi. Còn một số nữa, còn một số thì có nghe và lơ mơ thôi, mà thích, thích làm phước. Cũng chẳng hạn như là cô Quan Tâm,
tôi nói hết à, phải không? Thì mấy người đó là thích làm phước thôi, thích cúng dường mà không chịu tu tu trí tuệ. Cô Quan Tâm, cô Tấn, cô đó là mấy người là ít giáo lý. Bên Nam cũng vậy, chẳng hạn như ông Thiện Giao thì giỏi nhất là vấn đề hướng dẫn Phật tử mà tụng niệm, nhưng mà giáo pháp lại sợ. Nói giờ tu phước thì quý vị trong đây nhiều người rất giỏi, mà đến tu mà huệ, tu mà pháp lý thì tôi thấy hầu hết sợ. Vì cái đó nó đòi hỏi nhức nhối và đòi hỏi phải có ngồi thiền. Quý vị muốn ăn được cái pháp lý là quý vị phải có thời gian ngồi thiền. Nghe gì không ăn thua gì hết, con trâu ăn cỏ không ăn thua gì hết. Nó phải có thời giờ nó ngơi, nó nghỉ ngơi, nó nghiền ngẫm. Cái nghiền ngẫm là cái quan trọng nhất. Mà nghiền ngẫm hoài, quý nghiền ngẫm cho tới nhừ nát hết thì cái đó là bát nhã. Thành ra văn tư mà tư cho tới cùng thì đó là tu. Thì tôi mới thấy vậy đó, tôi tưởng tư với tu nó khác, mà không ngờ cứ tư suy hoài cho tới nó nhường nhã hết, nó nhu nhuyễn dễ sử dụng rồi thì đó là bát nhã thôi. Thành ra đòi hỏi công phu thiền định của quý vị phải cho vững chắc và cho liên tục. Mà ở đây tôi thấy quý vị dở về thiền định lắm. Có một số mà đi theo tôi để ý đó, thì như cô Tấn, cô Lưu đó đó thì rất giỏi. Nhưng mà cái quan trọng của tôi là ngồi thiền, cái quan trọng là cái tâm như thế nào, chứ không phải là cái ngồi không. Ngồi vững chắc thì từ đó mới đi qua cái tâm, mà cái tâm phải để như thế nào. Thì đa số quý vị là tâm thần thông muốn thấy thấy hào quang. Cũng như là cô Trường thì thấy hào quang màu đỏ, còn cô Tấn thì thấy hào quang màu vàng. Cái đó là không khéo là thuộc ngũ ám ma. Nếu mà nhận nó là tôi là chứng đắc thì đó là ngũ ám ma. Còn mình thấy rõ nó như là nó, nghĩa là không nhận nó là ta là của ta, thì đó là bát nhã. Chứ không phải là thấy hào quang, thấy ứng chứng này kia, cái đó là sai. Không phải sai, mà đúng, không phải đúng. Sai đúng là do cái tâm, cái nhận thức mình vào đó. Nếu tôi thấy hào quang màu đỏ, mà tôi ghét nó, tôi nói hào quang màu đỏ là hào quang của Atula, thì hoặc ngũ ám ma. Rồi tôi thấy hào quang màu vàng, tôi nói cái này hào quang tốt là của Phật, lọt ngũ ám ma. Mình nhận cái đó là mình, nhận cái đó không phải là mình, không phải là mình của ngũ ám ma, mà là mình cũng là ngũ ám ma. Phải tự phải nhớ cho đó. Còn bây giờ mình thấy hào quang, mình biết đó là do trong A Lại Gia, cái mong cầu mình từ xưa giờ mình đè nén trong đó, bây giờ cái tâm thanh tịnh tự nó hiện ra. Mình thấy rõ như vậy, mình không cho cái đó là ta của ta, mà nó không phải tốt mà cũng chẳng phải xấu, do cái tâm mình yên lặng là nó phát hiện, thì đây là bát nhã. Nó có gì đâu, chỉ do cái nhận thức của mình thôi. Lần lần rồi tôi sẽ đi sâu cho quý vị thấy là cái bát nhã nó không khó, nhưng mà rất khó. Nó đòi hỏi công phu quý vị phải liên tục bền bỉ, phải không phải đi nghe pháp, không phải cúng dường không. Thành ra vấn đề cúng dường không phải là sai, mà cũng chẳng phải là đúng. Cái khó, tôi muốn đưa quý vị vào cái chỗ bẫy đó đó, để coi quý vị trở về như thế nào. Rồi cuối cùng là quý vị sẽ thấy những cái sai lầm của mình, những cái tư tưởng mình vẫn mà khó dứt được. Thì đó là xong đó. Thì bây giờ tới quý vị. Mô Phật, bạch sư, con là Như Ngẫu, con xin trả bài. Con trả bài giữa Vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Lương Võ Đế khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, khoe với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã cất 72 cảnh chùa và độ hơn 3.000 tăng, như thế có công đức gì không? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không có công đức gì hết, đó chỉ là phước báo hữu lậu nhân thiên. Câu hỏi của sư thì nếu từ đây thì các Phật tử có còn nên cúng dường bố thí xây chùa không? Con xin trả lời. Phước báo hữu lậu thuộc về tư tưởng,
Còn có hưởng thì có hết. Còn phước báo vô lậu hay là công đức là thuộc về Bát Nhã. Tư tưởng thì không giới tới Bát Nhã, còn Bát Nhã thì bao trùm tư tưởng. Nhưng nếu bỏ tư tưởng thì không thấy được Bát Nhã. Bát Nhã thì biết mọi ngóc ngách của tư tưởng. Phước báo vô hữu lậu á thì do bố thí cúng dường mà có. Còn công đức tức là phước báo vô lậu thì phải do tu tập mới có. Bố thí là cái bước khởi đầu để đến với đạo Phật. Khi có bố thí thì sẽ làm cho cái tâm rộng rãi. Khi bố thí với tâm ba la mật thì sẽ đạt được công đức. Câu thứ hai, phân biệt về phàm thánh. Đứng về cái rốt ráo, cái bản thể không tịch thì không còn thánh phàm gì hết. Trên bước đường tu tập thì chúng con phải trạch pháp, phải biết pháp phàm, pháp thánh. Chỉ pháp phàm là chỉ về thế gian, chỉ tư tưởng, ví dụ như là thiện ác, nhân quả, hay ở thế gian là học về ngành sư phạm hay kỹ sư vân vân. Còn pháp thánh là pháp xuất thế gian, là pháp giải thoát. Sau khi hiểu rõ về pháp phàm thì ta phải chuyển qua pháp thánh, nương vào pháp thánh rồi thao thức trăn trở tìm cầu thiện tri thức giúp đỡ, mai ra ta mới giác ngộ được Bát Nhã. Khi nghe pháp Bát Nhã mà chấp vào đó cho là Bát Nhã thì là một sự sai lầm. Câu thứ ba, Bồ Đề Đạt Ma với cái tấm lòng từ bi muốn đánh thức Lương Võ Đế tỉnh ngộ, nhưng ông vẫn không tiếp thu được, không tỉnh thức. Theo đạo Phật, không biết thì có hai nghĩa. Không địa ngục thì chưa có cái biết, nghĩa là không ngơ. Còn thánh nhân thì không biết gì hết mà biết tất cả, biết tất cả mà không dính mắc vào đâu hết. Về người nghe, người nói, tiếng nói đều tâm luân không tịch. Bạch sư, con xin hết. Kính bạch sư, con xin trình bày theo sự hiểu biết của con về câu chuyện của ông vua Lương Võ Đế và tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì ông vua Lương Võ Đế hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma: trẫm xây 72 cảnh chùa, độ 3.000 tăng, vậy trẫm có công đức gì không? Thì tổ mới trả lời là không, đó chỉ là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Thì phước báo hữu lậu và ông vua Lương Võ Đế thì tượng trưng cho hiện tượng, thì sinh diệt. Còn công đức vô lậu và tổ Bồ Đề Đạt Ma là tượng trưng cho bản thể thì bất sanh bất diệt. Ông vua Lương Võ Đế, ổng đã gieo cái nhân sinh diệt mà lầm tưởng là sẽ có cái quả bất sanh bất diệt thì không được. Nhân sinh diệt thì quả phải sanh diệt. Còn cái sanh bất diệt thì không phải là cái pháp làm ra mà có, mà nó tự có sẵn, chỉ là nhận lại hay không mà thôi. Và sự nhận lại có sai khác, người đã nhận, người chưa nhận và người đang nhận. Thì vậy chúng ta có nên làm phước nữa hay không? Thì kính bạch sư, con là phàm phu thì con rất cần làm phước và cúng dường. Vì làm phước thì thức con được trong sáng. Thì con có thể nhờ sư chỉ dẫn để nhận Bát Nhã. Nhưng con không làm phước thì thức con sẽ u tối. Dù sư có chỉ dẫn thế nào đi nữa thì con cũng không thể nhận Bát Nhã được. Phước báo ở đây là phương tiện để đi đến cứu cánh. Nhưng không có phương tiện thì cũng không thể đi đến cứu cánh. Mà chấp phương tiện là cứu cánh thì cũng không được. Thì con thí dụ, con muốn qua sông thì con phải nhờ bè. Bè là phương tiện để đưa con qua bờ bên kia. Thì vậy ông vua Lương Võ Đế là hỏi đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Thì tổ mới trả lời là Quách Nhiên Vô Thánh, không có thánh phàm gì đây hết. Rồi ông mới hỏi một câu nữa, vậy là ai đứng trước mặt chẩm đây? Thì tổ mới trả lời, không, ông hỏi ai đứng trước mặt chẩm đây, ngài là thánh, chẩm là phàm. Thì tổ mới trả lời là không biết.
Thì ông vua Luân Giả Đế á, ông dùng tư tưởng phân biệt. Mà tư tưởng phân biệt á, thì phải có đối tượng và chủ thể, phải có đủ duyên và phải có điều kiện. Cho nên tổ cắt cái phân biệt của ổng, không thánh phàm gì đây hết. Còn không biết ở đây á, không phải là tổ không biết Bát Nhã, mà tổ không biết giải thích cái Bát Nhã như thế nào để cho ông vua Luân Giả Đế hiểu. Mà tổ biết, tổ giải thích thế nào đi nữa thì ông vua Luân Giả Đế cũng không hiểu đâu. Tại vì tư tưởng không thể giới tới Bát Nhã được. Con xin trình bày theo ba cái phân biệt luôn. Một là tự tánh phân biệt, hai là cái đạt phân biệt, ba là tùy niệm phân biệt. Tự tánh phân biệt là phân biệt của tứ thánh và tam tôn. Cái nhìn trực giác thấy được tự thân của các pháp mà không cải sửa. Còn phân biệt của kế đạt và tùy niệm là phân biệt bằng tư tưởng nhưng đã bị mặt na cải sửa. Kế đạt phân biệt là ý thức câu kết với năm thức đầu, gọi là ngũ câu ý thức, cảnh thì cảnh cộng nghiệp. Còn tùy niệm phân biệt là ý thức làm việc một mình bằng cách hồi tưởng nhớ lại, gọi là độc đầu ý thức, cảnh thì cảnh biệt nghiệp. Thì con xin thí dụ, nhìn cái khăn như thế nào là tư tưởng, thế nào là Bát Nhã? Thì nhìn tư tưởng á, là cho có cái khăn có mà thiệt mà thường còn. Còn Bát Nhã thì nhìn cái khăn, con ví dụ như Thánh Nhập Lưu là ngài trực nhận và chân không, là khi trong định nhìn ra thì thấy là vi trần, khi xả định ra thì thấy cũng giống như một vị tứ thiền, không dính mắt, không có khởi vọng tình vô, và đồng thời ngài đã thấy rõ thực tướng của nó, cho nên các ngài không rớt xuống bốn đường ác. Kính bạch sư, con xin hết. Và tôi xin nhắc một chút, cái quan trọng đó của chúng ta, đây chỉ là cái bánh vẽ thôi nha, chứ đừng có thấy trả hay vậy tưởng mình chứng đắc thì nó thuộc về Bất Nhã đấy. Thì ở đây Trà Vinh mình đã mang tiếng là Bất Nhã nhiều rồi đó. Tôi đi tôi bị nó Phật tử Trà Vinh đó Bất Nhã giỏi lắm, nhưng mà sống là sống theo Bất Nhã. Thì tôi ngán Phật tử ở đây trả bài tôi thấy rất hay, nhưng mà đừng tưởng là chứng đắc, nó còn lâu. Thì được vậy là cũng khá rồi, tức là dân tư rồi, nhưng mà tư có nửa chừng à, chứ không tư cho nó suy, cho nó kỹ, cho nó sâu xa thì cũng mới qua cái tu được. Thì tư này mình mới có suy nghĩ chút ít thôi, thì phải ngồi thiền cho vững và đi sâu hơn nữa. Thì kỳ tới có lẽ chúng ta trở lại bốn đường ác, tức là bắt đầu từ mẫu giáo, rồi quý vị phải trả bài mẫu giáo nữa, rồi chúng ta bắt đầu đi qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Cái này quý vị cũng phải trả bài nữa đó. Thì cái này là bốn đường ác và người trời, thì cái này là cái tu học của chúng ta đấy. Chưa chắc là quý vị nhập vào sơ thiền được nữa, mà cái bánh vẽ giờ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cũng chưa chắc quý vị nắm vững nữa. Tôi cũng xin thưa là tôi giảng là tôi cố gắng thôi, chứ còn chứng đắc hay không thì tôi cũng chưa biết. Mà cái này quý vị có thể chứng đắc được. Còn giữa người trời dục giới và nhập lưu thì khó ạ, không phải dễ. Người trời dục giới mình có thể đi vào được, mà giữa người trời dục giới với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó lại giống nhau. Người trời dục giới là cũng tập tu tứ thiền, mà tập tu quý vị bây giờ thường thường nhận cái tập tu đó làm cái nhập thiền khác, còn tập tu khác. Thí dụ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, rồi khỏi cần niệm Phật, vẫn nghe tiếng niệm Phật rồi tống vô đó, thì cái đó là trời dục giới chứ không phải là sơ nhị tam thiền đâu. Sơ nhị tam thiền là người ta nhập, người ta muốn ở trong đó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 ngàn năm vẫn được. Còn mình đó 5, 10 phút hoặc 1, 2 tiếng rồi nó mất. Còn cái kia là không có mất, người ta có thể kéo dài được tới 7 ngày, 7 tháng, 7 ngàn năm. Thì tùy cái định lực người ta đã kéo, cái này mình không muốn được. Nó được đâu 5, 10 phút rồi tự nó mất thôi. Thì quý vị phải để ý cái đó là cõi trời dục giới. Mà giữa cõi trời dục giới là trời sắc giới, nó khác nhau một trời một vực. Bởi vì cái ba cái giới sau là ba cái hạnh rất là khó giữ.
Mà nếu mình không qua cái đó thì mình không nhập sơ nhị tam thiền được. Cái đó nó làm cho cái tâm mình nó sao động, cái trí tuệ nó sẽ muội lược đi, thì khó mà nhập vào sơ nhị tam thiền. Thành ra đây tôi thấy quý vị mà giữ tám giới thì chưa có ai giữ được. Giữ mà chơi liên tục á, tức là không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. À, quý vị nằm chiếu bông, rồi nằm cái giường cho hai ba thước, lăn qua trở lại, nằm đêm ấm chăn êm, thì không đi vào nhập định được đâu. Thì có thể nghe được chút ít về cái khỏi niệm Phật vẫn có tiếng. Còn muốn kéo dài nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì tôi chưa thấy, mà tôi cũng chưa làm được. Tôi cũng xin thứ thật, có 7 tiếng thì được, còn 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì tôi xin thưa rằng tôi cũng đầu hàng thôi. Mà thời buổi này thì chắc khó rồi. Thành ra giới thứ 6 quý vị cố gắng giữ. Giới thứ 7 là không nghe xem hát múa đờn kèn chỗ đông vui yến tiệc. Tôi thấy là cái này không có vị nào làm được đâu. Ở nhà ai cũng có truyền hình hết đó. Tôi thấy về cái khoái coi truyền hình. Ở đây tôi có nghe có nhiều người là mê truyền hình đấy. Thì tôi cũng muốn kêu tên nào chứ nói mơ mơ màng màng không được. Tôi nghe đồn thôi, tôi nói để quý vị bỏ thôi. Thì chẳng hạn như cô Tánh nhỏ, cô khoái coi truyền hình. Coi tới 8-9 giờ tối, mà cái chú con thì tới giờ đó ngủ không được. Cô mở lên tiếng sao đó, tôi nghe ông nói thôi. Thì tôi thấy là khó. Lớn tuổi rồi, mình phải tập trở về với mình. Cái giờ đó là giờ ngồi thiền, coi gì tới 9-10 giờ thì chết mồ rồi. Rồi ngủ làm sao, rồi con cái nó làm sao. Có lẽ là chắc mở lớn tiếng làm sao đó, thì cái chú con của chúng tôi thì không được, và 9-10 giờ mới ngủ được. Rồi thì chúng ta phải nhớ, thời buổi này là cái tiện nghi nó quá đầy đủ, thì nó giúp cho chúng ta mê mẩn, chìm đắm ở trong cái hưởng thụ. Mà càng hưởng thụ thì càng có vấn đề, mà càng có vấn đề thì càng đau khổ. Vấn đề chính là sự đau khổ. Người nào sống không có vấn đề thì chỉ có la hán thôi. Còn bất lai là còn phải 1/4 vấn đề đấy. Thì quý vị làm sao cố giữ giới cho kỹ, bớt đi những sự hưởng thụ. Còn giới thứ 8 còn khó nữa. Không trang điểm phấn son, dầu hoa, áo quần, hàng lụa tươi tốt. Tôi thấy cái này Phật tử cũng có 5 giới đó. Nhưng mà thích mặc cái đồ lam thì cái đồ gì đó mà nó đẹp vô cùng, ra tới mặt trời nó chiếu lấp lánh, giống như mấy cô đào hớt bóng ấy. Tôi thấy Phật tử bị cái đó. Tôi muốn kêu thẳng ở đây nữa à, muốn nói thẳng nữa. Thì tôi thấy là tôi nói thẳng à, cái tánh tôi vậy đó. Đồ lam thì tốt, mà giải bô bố rồi thôi. Mặc cái gì mà tôi thấy nó chớp nhoáng như mấy cô đào hớt bóng vậy. Đi ra mà gặp mặt trời nó chiếu vô, trời ơi như là cái hào quang. Tôi gặp là tôi nói hả, cái tánh thôi. Đúng là bữa nay tôi kêu tên nữa đó. Thì là thôi, thì quý Phật tử cố gắng. Thì lớn rồi, tập giữ tám giới là tám, ba cái sau là ba cái hạnh, rất là khó giữ. Không trang điểm, phấn son, dầu hoa, áo quần, hàng lụa tươi tốt. Thì cái đó thuộc vào hàng lụa tươi tốt. Cái đồ đó tôi thấy là chỉ có mấy bà giàu ấy, mấy Việt Kiều mới có mặc. Cái này mình là Phật tử rồi mà mặc cái đồ gì, tôi thấy giống mấy cô đào hát bóng á. Nó rất là sang trọng, nó chốt 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 mà nó mướt rượt à. Thì mình nên cố gắng tránh, để giờ cái hạnh kiểm này mình có thể đi sâu vào thiền định. Đi sâu vào thiền định. Ai mà không thích cái sung sướng, cái giàu sang. Nhưng mà nếu chìm đắm trong đó thì cái đạo quả nó không đi đến được. Quý vị nên nhớ, trừ ra A-la-hán thì đó là kêu là thị hiện thôi. Còn bất lai người ta còn chạy mà. Nên nhớ vậy, có A-la-hán là người ta không dính mắc. Còn mình nên cho làm sao mà đừng dính mắc. Thì mình cố gắng giữ giới thôi. Thì thời buổi này tôi thấy nếu quý vị chịu giữ giới, sống giản dị, là quý vị dễ giảng sanh về cực lạc của Phật Di Đà. Tôi nói giảng sanh đó. Còn cái thánh quả thì tôi thấy thời buổi này chắc khó rồi á. Quý vị cố gắng thì tám giới đi, thì quý vị mới nhập thiền, mới định lực mới mạnh. Thì chết rồi nếu mà lỡ không có ban hộ niệm, có định lực mạnh mạnh, thì mình vẫn giảng sanh. Còn những người nào kém mà tạp niệm thì phải nhờ ban hộ niệm.
Thì mình giờ có thần thông đó thì Phật tử phải cố gắng, dầu người Phật tử đó là nghèo giàu, không? Thì mình cũng phải bình đẳng cố gắng giúp người ta giảng sanh. Vì một người giảng sanh là một người thành Như Lai. Cho tới là Phật Thích Ca nói à, trong tịnh độ. Thì có nhiều người người ta kém, với cái xã giao người ta kém. Nhưng mình đừng có thấy cái đó mình ghét bỏ. Có đủ điều kiện, đủ nhân duyên thì mình đã giúp cho người đó giảng sanh. Bởi vì cái ban hộ niệm rất quan trọng đối với người chưa đạt được nhất niệm. Thì cái định lực của một số đông đó, mình giữ giới kỹ đó, mình làm cho cái định lực của người tạp niệm có thể trở nên nhất niệm. Thành ra chúng ta thấy ở trong cái báo đăng và trong cái mấy cái đài Phật tử từng nói, có nhiều người chết rồi, tay chân cứng ngắc, nghĩa là không giảng sanh, chết là cách là tạp niệm. Mà trong 8 tiếng đồng hồ đó Phật tử niệm đó, thì tay chân mềm trở lại và bắt đầu cái ngực nóng, chứ còn đầu là lạnh hết trơn toàn thân, rồi còn có cái bụng là nóng thôi. Cái bụng là ngạ quỷ đấy, mà nó phải nóng lên tới trên ngực, thì tất nhiên là giảng sanh và hạ phẩm hạ sanh, và tay chân trở lại mềm. Thì cái ban hộ niệm rất là quan trọng, rất là quan trọng. Định lực người chết là tạp niệm rồi, mà nghe được cái tiếng niệm Phật rồi, số đông rồi mà niệm liên tục. Thành ra cái ông mà liên trường đó cũng là nhờ cái vụ đó. 70 mấy người mà niệm liên tục từ chỗ lúc ông hấp hối cho tới chết vô là thiêu. Thành ra mấy ngàn hột xá lỗi. Thì cái đó cái định lực của ông thì ít, nhưng mà có ban hộ niệm rất nhiều. Ông đã có định lực rồi, có niềm tin vững chắc, chết tỉnh táo, tay chân mềm 8 tiếng, mà cái đầu nóng mà lời thêm ban hộ niệm nữa. Thì tôi nghĩ là ông cái đỉnh đầu tức là giảng sanh về trung phẩm. Chứ cái định lực ông không thể qua trung phẩm được. Trung phẩm là phải nhận lại cái Phật tánh. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng xin Phật tử là trong thời buổi này cố gắng giữ giới. Thì cái thân như thế nào thì nó ảnh hưởng tới cái thân, cái tâm. Thì ở trong nhị thiền chúng ta có đó, thân an thì tâm hỷ. Cái thân này được an, mà an đó thì tức là tiếng niệm Phật từ trong linh hồn nó phát ra là cái thân an. Tức là phải giữ giới, 8 giới cho kỹ. Cái đó không phải là 5 giới đâu, mà thuộc về 8 giới. Thân an thì tâm hỷ. Rồi chìm đắm trong trạng thái đó, thân lạc, tâm lạc, thì cái này qua tới tam thiện. Thì cái này người chết có thể không cần ban hộ niệm, mà nếu có ban hộ niệm có thể qua trung phẩm. Thì ban hộ niệm rất là quan trọng, nhất là người khai thị. Từ nay Phật tử cố gắng đi vào có ban hộ niệm và đã có thần thông rồi, thì người mất thì có thể chia ra 6 hoặc 8 niệm cho liên tục, từ khi hấp hối tới ngày chết và tới vô là thiêu. Đừng có để gián đoạn cái câu niệm Phật. Người chết tuy là chết cái thân mà cái tâm vẫn còn 8 tiếng. Và sau 8 tiếng rồi, mặc dầu chết thiệt, nhưng mà cái thần thức vẫn còn lẫn quẩn chung quanh đó, thì cái ban hộ niệm vẫn có kết quả như thường. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới, đều giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.